Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 261, nhìn lén. Màn đêm buông xuống, Lý Bất Ngôn cột tóc lên, thay bộ nam trang lên rồi đeo nhuyễn kiếm bên hông chuẩn bị ra ngoài. Vừa cúi xuống đã thấy Yến Tam Hợp nhìn mình đầy mong đợi, không khỏi mỉm cười. Thang Viên, ngươi cấm có được đi đâu? ở đây trông non tiểu thư cho tốt. Cô nương cứ yên tâm. Lý bất ngôn đi tới, ngồi xổm nói. Ai đi, nhìn đôi mắt tuổi thân này xem. Biết ta bị tuổi thân thì nghe cẩn thận, một chữ cũng không được bỏ sót cho ta. Yên tâm đi, tam gia hắn có lén thả rắm thì ta cũng sẽ căng tai ra mà nghe. Nghiêm túc đi, ta đang rất nghiêm túc. Lý bất ngôn thu lại ý cười. Người đó cũng đừng có rảnh rỗi, quan sát lại chữ viết của tính trần xem có nghĩ ra thêm được gì khác không đi. Yến Tam Hợp biết nàng lo mình rảnh rỗi sinh nông nỗi, nói. Ngươi yên tâm đi, còn nữa, ai tìm đến cửa ngươi cứ nói không khỏe, không gặp. Ta dễ bị bắt nạt vậy sao? Ừ. Lý bất ngôn vừa nhổm dậy đã lại ngồi xuống. Đúng rồi, vậy người có nói. Lời hay ý đẹp. Đó chưa thế. Nói rồi. Yến Tam Hợp. Như ngươi đã nói, làm người phải biết có biết rỗi, lòng môn có thể nhảy mà hang chó cũng biết đào. Ngươi đó. Lý bất ngôn dí tay vào chán nàng, vẫn chưa thông suốt. Bốn chữ này khiến Yến Tam hợp thất thần, cả lúc tham viên tháo tóc ra cho nàng, nàng cũng không phát hiện ra. Ta thông minh như này, có gì chưa thông suốt chứ? Tiểu thư đi tắm thôi, đã chuẩn bị xong nước nóng rồi. Ừm. Bởi vì chân bị thương nên việc tắm gội cũng khó khăn, Yến Tam hợp nghĩ đến những đau khổ mà mình phải chịu đựng trong những ngày này, thì lại thấy hối hận ngày đó không nên vì tả phong lưu mà không màng đến đôi chân của mình nghĩ đến đây mặt yến tam hợp lại đỏ lên khi nàng nói xong lời hay đó hắn mỉm cười hài lòng nhìn mình yến cô nương nhà ta đã lớn rồi đã biết nói lời hay ý đẹp rồi nhà người nhà người ai là của nhà ngươi hả không biết xấu hổ yến tam hợp giật mình định thần lại lúc này miệng mình chẳng phải trơn chu sắc bén lâm ư sao lúc đó lại như bị khâu mùm vào vậy? Trong xe ngựa của tả phủ, tả chi phi nghiêm túc nhìn Lý Bất Ngôn. Lý Đại Hiệp, giáo phường ti cũng giống những nơi khác, mắt phải nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng. Lát nữa ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, không cho làm gì thì không được làm. Tam gia, người vẫn không yên tâm về ta à? Đúng. Lý Bất Ngôn, tả chi phi chỉ tay vào nàng, giọng điệu gay gắt hơn có thể vào được giáo phường ti, đều không phải là người bình thường, một khi có rượu vào thì khó tránh khỏi bốc đồng nóng này. Ngươi đừng có động tí là rút kiếm ra, gây phiền toái cho ta. Lý bất ngôn khịt mũi. Vậy làm phiền tam ra mau điều tra án, đừng có vừa uống rượu vào là lộ bản chân, chăm chăm thu hút ong bướm, quên hết mọi chuyện khác. Tả chi phi ngây ra. Lý bất ngôn, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thu ong hút bướm hả? Tam gia, người thông minh không nói lời mờ ám. Lý bất ngôn cười. Tiểu thư không thông, không có nghĩa là nha hoàn cũng không thông. Tạ Chi Phi nhìn chằm chằm Lý bất ngôn. Còn bà nó cô ta đúng là đồ phá đám, là con khỉ nhảy ra từ trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, mọc ra một đôi hỏa nhãn kim tinh à. Muốn đập gạch vô mặt ghê nơi. Rất lâu, rất lâu sau, hắn khẽ mỉm cười, nói. Có vẻ như đầu óc của Lý Đại Hiệp không tốt lắm nhưng mắt lại rất tinh nhỉ. Nói đúng rồi đó. Lý bất ngôn lại cười. Cho nên người nào đó đừng có đi ăn hiếp tiểu thư ra mặt mỏng, mồm miệng không lanh nhà ta, nếu thật sự có tâm tư gì thì hãy nói thẳng như tiểu bùi ra đi. Ngươi hiểu cái rắm ta mà nói thẳng ra như tiểu bùi ra thì còn gì là thú vị nữa. Việc gì cũng phải lập mưu trước hành động sau, ngươi từng nghe đến chưa hả? Đừng có đánh trận khi không có chuẩn bị, ngươi đã từng nghe chưa? tả chi phi xoa cái đầu đau nhức vẻ mặt chán ghét nói được rồi lý đại hiệp ngươi ngậm miệng lại đi ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa xe chạy đến một con hẻm thì đột nhiên dừng lại chu thanh ra phía trước bị chặn rồi tả chi phi vén rèm lên đi nghe ngóng xem đã xảy ra chuyện gì ta đi lý bất ngôn nhảy xuống xe rất nhanh đã quay lại nghe nói hôm nay giáo phường ti tuyển hoa khôi một nửa quan viên thành tứ cựu đều đến cả. Tả Chi Phi Hôm nay ngày bao nhiêu? Lý Bất Ngôn Mùng 1 tháng 7 Tả Chi Phi vỗ chán Vẫn khí gì đây trời? Mùng 1 tháng 7, giáo phường ti tuyển hoa khôi Hoa khôi 3 năm tuyển một lần Vào ngày này những năm trước, hắn sẽ dẫn huynh đệ của binh mã ti đi tuần tra Đề phòng đám học trò của quốc tử giám uống rượu say gây chuyện Ở giáo phường ti này, trừ quan viên được đến ra thì cống sinh sao của quốc tử giám hay các thư sinh có công danh cũng có thể vào. Sao cống sinh, học trò giỏi ở địa phương được cử lên theo học ở Kinh Thành. Đám học trò này ai ai cũng đều trẻ trung sung mãn, lúc có tí men trong người, nhìn thấy các cô nương xinh đẹp thì chẳng biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa cả. Năm nay hắn ở nhà dưỡng thương, ngày tháng mơ mơ hồ hồ, ngày đến ngày quan trọng như thế này mà cũng quên mất tiêu. Thật sự đáng chết. Chu Thanh, dừng xe bên đường đợi Minh Đình đến, rồi chúng ta hắn đi vào trong. Vâng, tam gia. Chu Thành vừa dừng xe ngựa, từ xa đã thấy Hoàng Kỳ đánh xe về phía bọn hắn. Bùi tiếu xuống xe, tả chi phi đối mặt với hắn, cười gian xảo. Ai ra, bùi đại nhân là vì tương tư nên héo úa thân gầy. Làm sao, không được hả? Bùi đại nhân không chỉ dâu tóc xồm xoàm, hốc mắt thâm đen, mà đến cầm cũng nhọn cả ra chỉ tay vào Lý Bất Ngôn, giọng điệu khó chịu nói. Sao nàng ta lại tới? Phụng mệnh Yến Tam Hợp nhà ta đến. Bùi đại nhân vừa nghe thấy ba tiếng. Yến Tam Hợp. Lồng ngực chợt thắt lại. Tiểu bùi ra. Lý Bất Ngôn đến trước mặt hắn, cung kính hành lễ rồi lấy ra ngân phiếu 800 lượng bạc mà tả tam ra chưa cầm, đặt vào tay hắn. Tiểu thư nói, không thể để các ngươi bỏ cả sức và người ra rồi còn bỏ tiền nữa, tiểu bùi ra hãy nhận lấy đi nhìn xem, oan gia của ta quan tâm ta biết bao. Đáng tiếc, ông trời không có mắt, chia rẽ uyên ương. Bùi tiếu cất ngân phiếu vào trong ngực, gật đầu với tả chi phi, chính khí cuồn cuồn vọt thẳng lên trời xanh. Lát nữa phải hỏi cho được tin tức, mắt bất nhìn các tiểu nương tử lại, chúng ta không thể phụ tấm lòng này của nàng, nhất định phải tìm được thứ gì đó cho nàng. Tả chi phi, xem ngươi làm được gì. Chu Thanh đi tới. Hai vị gia, mau đi thôi muộn quá sợ không còn chỗ. Đi, đi. Tạ Chi Phi phất tay, một hàng năm người xuất phát về phía giáo phường ti. Lúc đến cửa, ngay cả người bình tĩnh như Chu Thanh cũng hơi kinh ngạc. Trước hai cánh cửa đỏ rực của giáo phường ti là một hàng người xếp hàng dài, đông đúc chen chúc nhau. Lý bất ngôn nhìn thấy chỉ cảm thán. Không ngờ bỏ tiền đi xem câu lan cũng phải xếp hàng. Nương ta nói không sai, mấy tên nam nhân ấy mà, chỉ cần là cục cứt ở bên ngoài thì cũng đều thấy tươi mới tiểu bùi gia tả chi phi tả chi phi tháo lệnh bài ở thắt lưng giao cho chu thanh minh đình ngươi cũng tháo ra đi chu thanh nhận lệnh bài của hai vị gia đi đến phía cuối hàng thành thật xếp hàng lý bất ngôn nhịn nửa ngày hỏi tam gia người có thân phận là con trai cưng của đại thần nội các cũng không thể chen hàng được sao bất ngôn cô nương tả chi phi cười lạnh thân phận đại hiệp của ngươi, có thể tùy tiện giết người không? Lý bất ngôn, người này hôm nay sao tính khí lại nóng nảy thế? Đương nhiên, người vạch trần hết tâm tư của tam gia, lại còn mượn lời nương ngươi mắng tam gia, ta có thể tốt tính với người sao? chương 262, Náo nhiệt Xếp hàng hết thời gian uống một chung trà, mới đến lượt Chu Thanh. Chu Thanh lấy lệnh bài đưa qua. Thị vệ vừa nhìn thấy lệnh bài, thì liếc nhìn về phía đám người tạ chi phi hỏi hai vị đại nhân đã đặt chỗ chưa chu thanh lắc đầu vẻ mặt thị vệ có lỗi hôm nay tuyển hoa khôi các phòng bao trong lầu đều đã ngồi kín rồi chỉ còn chỗ trống ở bàn trước sân khấu không biết hai vị đại nhân tạ chi phi thính tai quát một câu với thị vệ không thành vấn đề người càng đông mấy người bọn hắn càng tiện hành động trời giúp ta và tam hợp rồi một hàng người được tỷ nữ dẫn đầu tiến vào trong, Lý Bất Ngôn vừa nhìn vừa kinh ngạc. Từ ngoài nhìn vào, hai cánh cửa son của giáo phường ti có vẻ không bắt mắt, trước cửa chỉ treo nhiều đèn lồng đỏ, hương thơm bên trong thoang thoảng bay ra. Nhưng đi vào bên trong, chưa nói đến đình đài lầu các, thiên động độc đáo, chỉ kể đến gạch ngọc xanh trắng lát đường, thảm đỏ trải dài hai bên và những chiếc đèn cung đình tinh xảo thì đã đủ. Xa hoa lộng lẫy rồi. Chớp mắt đã đến trước một tiểu lâu lộng lẫy tòa lầu có ba tầng, bên trong tràn ngập tiếng cười đùa, thi thoảng xen lẫn vài lời thô tục khiến người ta đỏ mặt tía tai. Tỷ nữ dẫn bọn hắn đi vòng ra sau lầu, đập vào mắt là một sân khấu khổng lồ, phía trước sân khấu và hậu trường treo các tấm rèm tơ lụa giao tiêu sao. Sao giao tiêu, chất liệu từ da cá mập trong truyền thuyết. Các vũ công nhảy múa trên sân khấu, các nhà công chơi ở hậu trường. Đối diện với sân khấu là hơn chục chiếc bàn bát tiên hầu như đã được ngồi kín, ngồi đó đều là những thư sinh đang hùng hồn đàm luận. Tỷ nữ thức tha đi đi lại lại bưng trà, rót rượu, hết sức náo nhiệt. Tả chi phi chọn một chiếc bàn không bắt mắt nhất, kéo bùi tiếu ngồi xuống. Lý bất ngôn, Chu thanh, hoàng kỳ ba người đứng phía sau. Thân phận hôm nay của Lý bất ngôn là thị vệ thân cận của tam gia, nàng phải bó ngực và dán ria mép. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra nàng là nữ cải trang nam. Lý bất ngôn quay đầu nhìn một màn náo nhiệt này, hết sức tò mò, đi đến phía sau tam gia thấp tiếng hỏi. Tam gia mau nói xem hoa khôi sẽ tuyển như nào. Tả chi phi quay đầu nhìn nàng một cái, không thèm đếm xỉa. Trên bàn có hai người lại cứ hỏi hắn, đã giải thích bao nhiêu lần rồi, mấy nơi như này hắn không hay đến, có đến cũng chỉ gặp dịp mua vui mà thôi. Bị điếc chắc. Có ba vòng, vòng một thi múa, vòng hai đấu đàn, vòng ba tỷ thơ tiểu bùi ra từ thừa cha sinh mẹ đẻ đến giờ nào có nhiều kiên nhẫn như vậy, vì câu. Cảm ơn. Đó nên nhìn Lý Bất Ngôn thấy thiện cảm hơn rất nhiều. Tất cả khách của giáo Phường Ti đều có một phiếu bầu, cô nương nào được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành hoa khôi. Thành hoa khôi rồi thì sao? Thì chuyển sang hoa khôi chọn khách. Lý Bất Ngôn lại tò mò. Hoa khôi chọn khách như thế nào? Tiểu bùi ra. Tất cả khách đến cạnh tranh công bằng, không bàn đến vàng bạc hay quyền cao chức trọng, chỉ bàn luận hoa tiền nguyệt hạ sao? Sao hoa tiền nguyệt hạ, trước kia chỉ nơi giải trí và nghỉ ngơi, sau được dùng để chỉ nơi nam nữ hẹn hò. Lý bất ngôn. Hoa tiền nguyệt hạ thì thi gì? Đối thơ. Tiểu Bùi Gia vừa nhắc đến hai chữ này cảm thấy thật buốt răng. Còn bà nó, sao không thi kinh kim cang các kiểu, nếu vậy thì khắp thành tứ cửu này làm gì có ai là đối thủ của tiểu Bùi Gia hắn? Thơ của ai lọt vào mắt xanh của hoa khôi, hoa khôi sẽ dẫn người đó vào phòng, phòng đó không phải là phòng bình thường, mà được xây trên mặt nước, phải đi thuyền mới tới. Tên tốt số đó sẽ được hưởng chọn đêm xuân trên nước. Lý bất ngôn trên mặt cảm thán. Chật, thú vui cũng thật tao nhã, còn có cái tao nhã hơn nữa kìa. Tiểu bùi ra. Hai người vào trong phòng, phẩm trà, bình thơ, đàm luận ước mơ cuộc đời, nếu hoa khôi không hài lòng với khách, còn có thể dâng trà tiễn khách chắc chắn là khách xấu như heo, không hợp mắt rồi. Lý bất ngôn liếc tả chi phi. Chẳng giống như tam gia anh Tuấn của chúng ta, hoa khôi gì cũng bằng lòng thôi. Tam gia phất lờ ngươi. Tam gia nhìn ngươi một cái, thì coi như tam gia thua. Tả chi phi nhớ mày nhìn Chu Thanh và Hoàng Kỳ ở phía sau. Chu Thanh, Hoàng Kỳ nhận lệnh của tam gia, im lặng rời đi. Manh mối hiện tại có được, một là chữ viết xấu kim thể, hai là đôi giày thêu hoa mặt trăng, liệu có thể dựa vào hai thứ này để tìm ra thân phận của tĩnh trần hay không? người trẻ bỏ qua tam gia đã nói phải tìm người tuổi cao một chút phải tốn nhiều bạc cũng không sao nhưng ngay khi quay lại trước tiểu lâu chu thanh và hoàng kỳ vừa ngẩng đầu lên đã ra đầu tê dần cách đó vài trưởng có một người nhớ mày nhếch mép cười khinh bỉ mặt không biểu cảm nhìn bọn họ đại gia ngài ấy sao cũng đến sao Tạ Nhi lập thì thầm vài câu với mấy vị đồng lưu phía sau, đợi họ đi vào trong lầu, mới nghiêm mặt hỏi. Người đâu, ta dẫn đại ra đi. Chu Thanh ném cho Hoàng Kỳ một ánh mắt. Người ở đây đợi ta. Rồi mau chóng lên trước dẫn đường. Trên bàn, Tam gia vừa muốn gác hai chân lên, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng người, vừa ngẩng đầu lên, đã sợ đến mức vội vàng đặt chân xuống. Mắt bồi tiếu giật không ngừng, nhịn lúc lâu mới nói. Đại ca, trùng hợp quá trùng hợp thật mỗi năm giáo phường ti tuyển hoa khôi hàn lâm viện đều cử người đến vừa để khích lệ cho giáo phường ti vừa để xem trình độ của hoa khôi giới này như thế nào không ngờ có thể gặp bọn lão tam ở đây tạ nhi lập vén áo ngồi xuống quét nhìn người phía sau lão tam cảm thấy người này có hơi quen mắt nhìn kỹ hơn thì máu huyết muốn sộc thẳng lên đỉnh đầu hóa ra là nha hoàn lý bất ngôn tạ nhi lập nghiến răng ánh mắt găm trên người lão tam như con dao khoét ra một lỗ. Tạ lão tam nào có xấu hổ, coi như không có chuyện gì nhìn đại ca nở nụ cười vô hại. Đại tàu có biết không? Xúc vật, còn đâm ca ca mình một đao. Tả nhi lập tức giận đứng dậy, vung tay áo bỏ đi. Lão tam và Minh Đình rất ít khi đến những nơi này, hôm nay tới đây, còn mang theo một lý bất môn cải nam trang. Tám chín phần là giúp Yến cô nương điều tra chuyện của Ni cô Am Thủy Nguyệt. Thôi bỏ đi, tốt nhất không quan tâm. Ai ngờ hắn vừa đi được hai bước, đã thấy vài trượng bên ngoài lầu, hoàng kỳ dầu dĩ dẫn một người tới. Ba người trên bàn nhìn động tác khượng lại của tả lão đại, đồng loạt nhìn theo ánh mắt của hắn. Tam ra, sao hắn lại tới đây? Tiểu bùi ra, con bà nó có phải hôm nay ra ngoài không xem giờ hoàng đạo sao? Lý bất ngôn, ba huynh đệ cùng đến câu lan nghe khúc, cha cha, đủ bộ luôn. Tạ Bất Hoặc tiến lại gần, khẽ gật đầu với Tạ Nhi Lập. "Đại ca, ta đi cùng với Thế tử Vũ An hầu tới, không ngờ lại gặp Hoàng Kỳ trước cửa, đoán rằng tiểu Bùi gia cũng ở đây nên đi qua chào hỏi." Tất cả đều được giải thích rõ ràng trong một câu, không hề loạn. Thế tử Vũ An hầu tên gọi là Hách Vân, tự Ôn Ngọc, nhỏ hơn Tạ Bất Hoặc 2 tuổi. 7 năm trước, hai người kết bạn vì một cái nghiên mực, quan hệ luôn rất tốt. "Tam đệ cũng ở đây à?" ánh mắt tả bất hoặc liếc sang Lý Bất Ngôn, hơi dừng lại, thở dài đầy ẩn ý. Nơi này hôm nay náo nhiệt thật. Trường 263, nghi nghĩa. Tả Chi Phi biết hắn đã nhận ra Lý Bất Ngôn, không thèm giải thích, chỉ cười hờ hững. Nhị ca ngồi chỗ nào vậy, để lát nữa tam đệ qua kính rượu thế tử ra. Tam đệ vừa khỏe lại, cứ để ta và ôn ngọc qua là được. Tả bất hoặc cười nói. Đúng rồi, đại ca ngồi ở đâu? Đi cùng ai đến vậy? Tạ Nhi Lập. Ta đi cùng nhóm đồng liêu ở Hàn Lâm Viện, chỗ cũ, tầng 2 của Mai Hoa Uyển, nhị đệ có thời gian thì mời ghé qua. Tạ bất hoặc xua tay nói. Hàn Lâm Viện đều là những người có học thức uyên bác, đại ca biết đệ sợ nhất là người đọc sách mà, thôi không qua kính rượu đâu. Ta nhi lập khẽ gật đầu. Không sao, đại ca, đệ xin đi trước, đi đi. Tạ bất hoặc bước nhanh ra ngoài viện, đến chỗ không có người thì bước chân đột nhiên chậm lại. Dẫn nha hoàn của người khác đi đến trốn câu lan, tạ lão tam đang giờ cho quỷ gì thế? Đại ca chẳng lẽ không nhận ra người kia là lý bất ngôn hay giả vờ không biết thế? Hắn sờ bàn tay gầy guộc lên chán mình, nói nhỏ với ô hành phía sau. Không cần theo ta nữa, người âm thầm quan sát lý bất ngôn đi. Vâng. Tạ nhi lập nhìn thấy lão nhị đã rời đi, thì vỗ nhẹ hai cái lên vai lão tam, không nói một lời quay người rời đi. Lý bất ngôn nhìn màn này, trong lòng nghĩ nếu Yến Tam Hợp ở đây thì tốt rồi, chắc chắn sẽ nhìn ra được điều gì đó. Trong đầu nàng, chỉ thấy ba huynh đệ hữu hảo hòa hợp. Nào biết một giây sau, tiểu bùi ra đã tiết lộ bí mật. Kính rượu là giả, để họ hách nhìn thấy chúng ta ngồi với một đám thư sinh, cười cợt chúng ta không có bản lĩnh gì mới là thật. Ta nhổ vào, hắn tưởng hắn là ai chứ? Tả tam gia bắt chéo chân. Ngươi để ý hắn hả? Ai thèm để ý hắn? Tiểu bùi ra cười gần. Ta chỉ không quen với cái dáng vẻ giả tạo. Ồ, tam đệ cũng ở đây. Của hắn thôi, giả vờ cái quái gì, ai chả biết nơi nào có tiểu bùi ra thì nơi đó có tả tam gia. Tả tam gia mắt sáng như sao, ngẩng đầu nói với Lý Bất Môn. Quay về nhớ nói với cô nương nhà ngươi, tam gia chuyện này phải chịu ấm ước vì nàng đó. Lý Bất Môn vỗ ngực, biểu cảm. Cứ tin ở ta rồi thần bí bồi thêm một câu. Hay là ta dạy dỗ hắn cho ngươi. Chớ nói. Đồ phá đám này cũng trượng nghĩa thật. Ngươi ngồi xuống cho ta, hôm nay không được đi đâu cả, vừa rồi hắn đã nhận ra ngươi đó. Tạ Chi Phi nhìn Chu Thanh và Hoàng Kỳ, nhỏ giọng dặn. Lão nhị ở đây, hai ngươi làm việc phải cẩn thận hơn. Vâng. Chu Thanh và Hoàng Kỳ rời đi. Lý bất ngôn lẩm bẩm, nhận ra thì đã sao, nhưng vẫn thành thật ngồi xuống. Trước khi đi, Tam Hợp đã hết sức nhắc nhở, mọi việc đều nghe theo sắp xếp của Tam gia, không được tự ý hành động. Các người có nghe nói hôm qua nhà ngự sử bị trộm chưa? Âm thanh bàn tán của các thư sinh bên cạnh càng ngày càng to, không muốn nghe cũng không được. Trộm gì thế? Trộm gì đâu, một bãi máu gà nằm trong sân, suýt nữa thì dọa chết mấy lão nô bộc. Giết gà dọa khỉ, người ta là đang cảnh cáo ngự sử, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây tám phần là do đồng bọn của lão thái giám làm dưới chân thiên tử thái bình thịnh trị chẳng lẽ còn không coi vương pháp ra gì vương pháp ngươi xem trạch viện của lão thái giám còn bề thế hơn cả viện của quan nhị phẩm vàng bạc chất cao như núi văn võ bá quan cả triều ai dám thả dám gì đâu ta còn nghe nói khoa thi mùa xuân năm trước có người đến cầu cạnh lão thái giám vậy mà chúng tụ đó bốp có thư sinh nghe được câu này đập bàn đứng dậy làm loạn kỳ cương chu di cửu tộc nói nhỏ thôi nhỏ thôi đám người ấn hắn ngồi xuống không có bằng chứng đâu chúng ta chỉ là nghe nói thôi cẩn thận hòa từ miệng mà ra bùi tiếu lặng lẽ đá vào chân tạ chi phi lão già đó thật sự nhúng tay vào khoa thi mùa xuân có thật không chả chi phi lắc đầu chưa nghe nói bùi tiếu cười khẩy không có lửa làm sao có khói tạ chi phi im lặng thở dài việc này không liên quan tới chúng ta đúng lúc này chu thanh quay lại tới trước mặt tam gia khom lưng nói thầm vài câu sắc mặt tả chi phi khẽ đổi chu thanh rời đi hắn ngẩng đầu nhìn hai người đối diện bốn con mắt đang chằm chằm nhìn hắn hắn ngẫm nghĩ rồi nhúng ngón trỏ vào tách trà viết lên bàn một chữ tôn bùi tiếu hoài nhân cũng đến lý bất ngôn trên đời này liệu còn nam nhân nào không đi xem câu lan không thấy hai người đã hiểu Tạ Chi Phi vội dùng tay lau đi, tiếp đến viết lên bàn một chữ. Hán, chấm. Tạ Chi Phi sửng sốt, sao tên khốn này cũng ở đây. Lý bất ngôn choáng váng, con bà nó, hôm nay không phải sẽ đánh nhau chứ. Tạ Chi Phi không đếm xỉa đến vẻ mặt kinh ngạc của hai người kia, trong lòng giấy lên một nghi ngờ. Với thân phận của hoài nhân, hắn rất hiếm khi đến giáo phường ti chỉ vì xem hoa khôi, đã xảy ra chuyện gì thế vườn sau của giáo phường ti có một hồ nước lớn, hai bên đông tây xây thủy tả hết sức tinh xảo. Đây là nơi yên tĩnh nhất giáo phường ti, chỉ dành riêng cho quý nhân trong cung. Triệu diệt thời chắp tay sau lưng, nhìn về nơi sáng đèn đối diện, trong mắt tràn ngập sự u ám khó tả. Có người đến, hắn quay người lại, thẩm trùng. Điện hạ, đã điều tra được rồi, trong số các ứng cử viên hoa khôi, quả thực có một cô nương tên Trúc Hương, khuê danh trước đây là Tô Ngọc Phân lời vừa dứt, nam nhân trung niên đang quỳ bỗng dạp người trên mặt đất. Điện hạ, chính là nàng, thần cầu xin điện hạ khai ân. Người đang quỳ tên Vương Hiền, Chi Châu Phủ Lâm An, hai canh giờ trước, hắn vội vã đến trương gia ở Kinh Thành vì Tô Ngọc Phân này. Phụ thân của Tô Ngọc Phân là Tô Thận, từng giữ chức Chi Phủ Phủ Hải Lăng, 5 năm trước Hải Lăng xảy ra lũ lụt, triều đình hạ chỉ phân phát quỹ cứu trợ. Tô Thận cấu kết với nhóm quan viên Hải Lăng, to gan động tay vào quỹ cứu trợ này. Sự việc bại lộ, Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, vùng bút ra lệnh bãi trước những quan lại liên quan, tịch thu tài sản và đi lưu đày. Tô Ngọc Phân là con gái út của Tô Thận, vì trẻ tuổi xinh đẹp nên bị đưa đến giáo phường ti, năm đó nàng mới 13 tuổi. Thời trẻ Vương Hiền từng nhận ân huệ của Tô Thận. Khi hai người cùng vào kinh dự thi, giữa đường Vương Hiền ngã bệnh, Tô Thận đã bỏ tiền túi ra mời lang chung, đích thân chăm sóc hắn hai ngày hai đêm. Hai người cùng trúng cử cùng thăng chức, trên quan trường giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm hết sức kháng khít. Tô gia có tội, Vương Hiền ngoài việc cảm thấy có lỗi với bạn mình thì không còn cách nào khác. Nửa tháng trước, Vương Hiền nhận được thư từ con trai cả của Tô Thận, nói rằng phụ thân mình bị bệnh đã qua đời ở nơi lưu đày đồng thời cầu xin Tô Thận niệm chút tình xưa ra tay giúp đỡ Tô Ngọc Phân đang ở trong giáo phường ti. Tô Thận chăn chờ suy nghĩ ba ngày, ôm theo một vạn lượng bạc, vội vàng chạy đến kinh thành cách xa ngàn dặm thông qua trương gia mà tìm đến đây cầu xin Thái Tôn Điện Hạ. Mục đích là giúp Tô Ngọc Phân giành được danh hiệu Hoa Khôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 264, chửi đồng. Nữ tử trong giáo phường ti thân phận thấp kém, dù có thấp kém cũng chia ra làm răm bảy đẳng cấp. Số 1 là Hoa Khôi. Chỉ cần trở thành Hoa Khôi, thì trong vòng 3 năm, việc ăn mặc đi lại đều là loại tốt nhất giáo phường ti, thậm chí còn có nha hoàn hầu cận quan trọng hơn, Hoa Khôi có quyền chọn khách, nếu không muốn tiếp khách thì mama của giáo phường ti cũng chỉ biết bên cạnh dỗ dành nịnh nọt. Tốt số, thì gặp được quý nhân giúp nàng chuộc thân, thoát khỏi hố lửa. Triệu Diệp thời im lặng nhìn Vương Hiền quỳ trên mặt đất. Vương Đại Nhân thông qua trương gia, đến chỗ cô cầu xin, theo lý mà nói thì cô không nên khước từ, chỉ là... Điện hạ. Vương Hiền ngẩng đầu, lết gối mấy bước bò đến dưới chân Triệu Diệp thời, dập đầu nói thần, nguyện dốc lòng vì điện hạ. Triệu diệt thời khẽ cười gần, chỉ về phía bên kia hồ. Ngươi có biết trong thủy tạ sáng đèn kia là ai đang ngồi không? Vương Hiền đứng thẳng dậy nhìn, lắc lắc đầu. Là Hán Vương, hoàng thúc của cô có một sở thích, đó là lâm hạnh hoa khôi vẫn còn trong trắng. Trong mắt triệu diệt thời lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Vương Đại Nhân, một câu dốc lòng phụng sự chưa đủ để cô đắc tội hắn vì ngươi đâu. Cái giá vẫn chưa đủ trong thủy tạ hán vương triệu ngạn tấn mặc một bộ y phục có ống tay thêu hoa văn hắc xà trông rất khí phách hôm nay hắn vội vã từ trang viên về kinh chính vì cuộc thi hoa khôi do giáo phường ti tổ chức ba năm một lần này nữ nhân hắn có rất nhiều nhưng hoa khôi thì ngoài được nếm mùi vị tươi mới non mềm ra còn có một điểm tuyệt diệu mà người khác không biết đó là mượn tai mắt của những nữ nhân này nghe ngóng động thái của văn võ bá quan trong chiều giúp hắn hoàng tử Hoa Quốc khi được phong vương, sẽ đến các vùng đất phong sinh sống, mọi biến động trong kinh đều được gửi từ mạng lưới tai mắt bố trí trong kinh thành. Mạng lưới này, trong triều trong quân, trong dân đều có, nơi phong hoa tuyết nguyệt này cũng phải có. Nữ nhân càng đẹp, càng khiến nhiều nam nhân mở miệng. Gần chục năm qua, hắn hạ lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm những nữ tử đặc sắc đưa đến giáo phường ti bồi dưỡng, nâng đỡ người đó để trở thành tai mắt của hắn trong kinh. Lần này, bổn vương nên nâng vị tiểu nương tử nào đây? Bẩm vương gia. Người lên tiếng là sự lệnh giáo phường ti tôn phù. Tiểu nương tử tên Lan Hinh, vừa thông minh lại xinh đẹp, trong số những người được đưa đến có nàng xuất chúng nhất, lát nữa vương gia nhìn kỹ một chút. Lên giường hắng ngắm. Triệu ngạn tấn phát tay. Muốn chúng được chúng mà vô dụng thì ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Đám quan viên tâm phúc nghe lời này đều cười ha hả. Tôn Phù thấy Triệu Ngạn Tấn vui vẻ, nói tiếp. Vương gia, hôm nay phía bên kia thủy tả có một vị quý nhân đến. Ai? Thái Tôn Điện hạ, hắn ư? Triệu Ngạn Tấn không khỏi giật mình. Hiền Thái Tôn Điện hạ của chúng ta nghe nói không bao giờ chạm vào nữ nhân, sao lại tới nơi này thế? Tôn phủ cười nói, Thái Tôn quả thực rất ít tới, không biết có phải là tới xem náo nhiệt hay không. Lời ít ý nhiều, những người ngồi đây có ai không phải là người không thông minh. Náo nhiệt, hai từ này nhắm đến dân thường người có địa vị cao, dù có đánh giấm người cũng phải cố tìm xem cái mông nào thả ra quả giấm đó. Để mất, dạ. Tôn Phù đóng cửa lại rồi rời đi. Lúc này, tham mưu đồng tiêu mới nói. Vương gia, trong thủy tạ hơi nhàm chán, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Triệu ngạn tấn nhìn hắn, cười. Vẫn là bá nhân hiểu lòng ta. Hai người đi ra ngoài. Đồng tiêu thấp giọng. Vương gia cuối năm ngoái vào kinh, đến nay đã tròn nửa năm, cũng nên về đất phong rồi. Triệu ngạn tấn. Ngươi sợ chuyện nghiêm như hiền liên lụy đến bổn vương ư. Đồng bác nhân nhìn mặt nước tối tăm. Trời vừa mưa, nước rất đục, không nhìn rõ thứ gì ẩn sâu phía dưới, vẫn nên đợi trời quang rồi hẳn trở về. Tại sao lục thời đột nhiên buộc tội nghiêm như hiền? Mục đích thực sự là gì? Lục thời lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Sau lưng có ai sai khiến? Chẳng ai đoán ra được. Triệu Ngạn Tấn đồng ý gật đầu. Bá nhân nói đúng, bổn vương quả thực đi hơi lâu rồi. Đúng rồi, phía bên tạ đạo chi có điều tra được gì không? Đồng tiếu. Tạ đạo chi gần đây du rú trong nhà, ngoại trừ vào chiều, lên nha môn, thì bình thường cũng không ra ngoài. Triệu Ngạn Tấn. Con trai hắn thì sao? Đồng tiếu. Ở nhà dưỡng bệnh. Triệu Ngạn Tấn cười gần. Xem ra, tạ đại nhân của chúng ta rất có bản lĩnh đây. Rất lời chờ tiếng chiêng trống vang lên rất lớn. Đồng bá nhân nhìn triệu ngạn tấn, sâu xa nói. Vương gia nhìn xem, náo nhiệt này nói bắt đầu thì bắt đầu ngay, chẳng để cho người ta kịp đề phòng gì cả. Triệu ngạn tấn thoáng khượng lại, rồi nhanh chóng mộ ra thâm ý trong lời này. Ngự sử mặc phi bào, chỉ mong một điều là điều tra ra manh mối. Sức ảnh hưởng của chuyện lão thái giám nghiêm như hiền này chắc chắn sẽ rất lớn, bệ hạ hiện tại không mở miệng, không có nghĩa là mặc kệ dù sao cũng phải cho một câu trả lời thỏa đáng, nếu không thì làm sao bịt miệng thiên hạ được. Mấy ngày nữa ta sẽ đệ đơn từ trước lên bệ hạ, bá nhân thấy thế nào? Đồng tiếu tán thường nhìn hán vương. Vậy thì vương gia chẳng cần đếm xỉa đến, cứ ngồi xem náo nhiệt cho đã đời thôi. Lúc tiếng chiêng trống vang lên, mấy chục tỷ nữ lập tức mang theo đèn lồng đỏ, bước từng bước nhỏ lên sân khấu kịch. Trên sân khấu, thoáng cái còn sáng hơn cả ban ngày các thư sinh bắt đầu mồi không yên, người vỗ bàn người chu lên, toàn bộ giáo phường ti đều sôi trào. Trong tiếng gào thét, ba vị mỹ nhân trang điểm lộng lẫy, da thịt trắng như tuyết từ sau rèm bước ra. Mỹ nhân lần lượt mặc ba bộ đồ màu đỏ, xanh, trắng, tư thế hết sức xinh đẹp yêu kiều. Ba người đứng lại, tiếng trống cũng đột nhiên dừng lại, tiếng kêu của các thư sinh cũng im bặt. Ngoại trừ tướng mạo câu hồn câu phách ra, thì điểm hấp dẫn nhất đó là xiêm y trên người các nàng. Một tầng váy lụa mỏng manh, như ẩn như hiện. Thật kích thích, thật hương diễm. Nữ tử áo đỏ sóng mắt liên miên, môi hồng răng trắng, đến giọng nói cũng run rẩy như mèo. Tiểu nương tử tên là Băng Thanh, năm nay 17 tuổi. Có thư sinh ôm ngực hô to. Không xong rồi, chỉ nghe giọng này thôi ta đã mềm nhũn rồi. Huynh đệ là chân mềm hay là cái gì khác mềm thế? Ha ha ha. Phía dưới vang lên một trận cười. Nữ tử áo lục có gương mặt trái xoan, mặt phiếm đỏ ửng, eo nhỏ dịu dàng, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp được búi lên bằng một cây châm ngọc bích, càng lộ ra vẻ quyến rũ. Tiểu nương tử tên là Lan Hinh, 16 tuổi. Một thư sinh khác kêu. Thắt lưng này, ta hơi dùng sức một chút thôi thì gãy mất. Thư sinh bên cạnh mắng hắn một cái. Tới phiên ngươi bóp chắc. Thư sinh trả lời. Cũng không tới phiên ngươi mọi người lại cười to một hồi. Cuối cùng nữ tử áo trắng, tướng mạo như nụ hoa, tản ra vẻ đẹp như đang chờ được nở, điều đòi mạng là trong mắt người này còn vương nước mắt, không biết là bởi vì sợ hay là xấu hổ. Tiểu nương tử tên là Trúc Hương, 18 tuổi. Mỹ nhân, đừng khóc, lát nữa ta sẽ lau nước mắt cho nàng. Mỹ nhân, còn chưa tới lúc khóc, lát nữa, đau đá rồi khóc. Lý bất ngôn vốn xem đến chảy nướng miếng, nhưng vừa nghe đám thư sinh bên cạnh nói tục, thì chợt thấy nổi giận, lạnh mặt dựng thẳng ngón giữa lên. Bùi tiếu nhìn lướt qua, tò mò hỏi một câu. Đây là ý gì? Lý bất ngôn. Nương ta nói như thế này nghĩa là đang mắng người. Tả chi phi. Mắng thế nào? Lý bất ngôn bèn dùng đầu ngón tay kia chấm chút nước trà, viết một chữ to, nhật. Sao? Sao ờm, thì nghĩa là đờ mờ đó À? Tả chi phi. Bùi tiếu. mươi 265, Hoa Khôi sau khi ba vị tiểu nương tử tự báo ra môn, thì có hai vị tiểu nương tử lui tới phía sau màn, chỉ để lại băng thanh áo đỏ ở trên sân khấu. Lúc này, nhạc khúc nổi lên, băng thanh múa theo nhạc. Tay áo dài nhẹ nhàng như liễu yếu trong gió, váy bồng bềnh như mây trôi nơi chân trời, như bươm bướm lướt qua khóm hoa, lại như tiên nữ rơi xuống nhân gian. Lý bất ngôn nhìn rất vui vẻ, chẳng hề chớp mắt. Tam gia và tiểu bùi gia căn bản không nhìn lên sân khấu, hai người chậm rãi thường thức trà, trong lòng đều đang suy nghĩ vì sao Triệu Hoài Nhân lại đến giáo phường ti. Tam gia không thích tiếng chiêm trống ẩm ý nên ngồi không yên, ném đậu phộng trong tay đi, đang muốn ra ngoài hít thở một hơi, nhưng vừa đứng dậy lại ngồi trở về. Chu Thành đi tới, ghé vào bên tai Tam gia nói nhỏ gì đó, sau khi nói xong, bèn ngồi xổm bên người Tam gia, không nhúc nhích, chờ hắn lên tiếng. Bùi Tiếu nhìn sắc mặt Tạ Ngũ Thập, hỏi: đã xảy ra chuyện gì tả chi phi ghé đầu qua thấp giọng nói hoài nhân nói nghĩ cách nâng hương chúc áo trắng lên làm hoa khôi Bùi tiếu trượt mông thiếu chút nữa thì ngã xuống hắn đảo mắt lấy một tấm bùa trong ngực ra nhét vào trong tay chu thanh nói với hắn thứ này khai quang rồi niệm thêm vài tiếng a di đà phật là có thể nghĩ gì được nấy chu thanh tả chi phi đột nhiên đứng dậy vỗ vai lý bất ngôn ngươi ngồi đây đừng nhúc nhích, ta và Minh Đình đi nhà xí một lát. Vừa chớp mắt đã chẳng thấy bóng ai. Lý bất ngôn nhìn trái ngó phải, thầm nghĩ sao nam nhân đi vệ sinh cũng kết bè kết đội nữa. Trong nhà xí vắng vẻ, đến người hầu trông cửa cũng chạy đi hóng chuyện rồi. Tạ chi phi nắm cầm mình. Hắn có nói chúc hương này có lai lịch gì không? Chu Thanh. Hồi bẩm tam gia, là con gái của chi phủ phủ Hải Lăng, người tới cửa cầu xin là Chi Châu Vương Hiển Phủ Lâm An. Tất cả đều ở phía Nam. Tả Chi Phi và Bùi Tiếu liếc nhau, lập tức hiểu nguyên do Thái Tôn đồng ý việc này. Quý Lang xuyên bị lưu đầy, chức vị Lang Trung Hộ bộ do người Thái Tử chịu trách nhiệm sắp xếp. Chức vị này chuyên quản lý thủy vận. Phía Nam có nhiều sông, là nơi mà thủy vận phát triển nhất. Cũng vì phát triển nên trong này có rất nhiều đường dây mối dở người vừa lên nếu không tốn thời gian thì không thể biết được nước sâu nước cạn bên trong. Thái tôn đây là đang lấy lòng người vì thái tử sao? Chu Thành thấy hai vị gia không nói lời nào, vội nói. Người nói kêu ra nghĩ cách trong vụ thơ phú. Thơ phú. Tả Chi Phi và Bùi Tiếu lần nữa liếc nhau, lại hiểu được ý tứ trong lời này. Chuyện chọn hoa khôi, một là dựa vào tướng mạo phụ mẫu cho, hai là dựa vào sự giáo dưỡng của mama, ba là dựa vào đầu óc của tiểu nương tử ba thứ này không làm giả được. Tướng mạo ba người không phân cao thấp, đơn giản là coi ai ngực lớn một chút, ai eo nhỏ một chút, thứ quan trọng nhất đó chính là tài nghệ. Tài nghệ có ba loại, một múa, hai đàn, ba thơ phú. Có thể làm ứng cử viên hoa khôi, thì hai thứ trước chẳng chắc phải làm rồi, không chênh lệch được bao nhiêu, chỉ có thơ phú là dựa vào thông minh, ngộ tính và thiên phú. Không liên quan gì đến việc bỏ công sức ra cả điểm quan trọng nhất là tối nay người đến giáo phường ti nhiều nhất là đám thư sinh nghèo kiết xác kia việc chọn hoa khôi cũng là đám thư sinh hăng say nhất thư sinh có ngạo khí và tự phụ của thư sinh đừng nhìn đám kia chu lên giống như chó hoang động dục kia như thế thứ mấy đám này coi trọng thực sự không phải tướng mạo không phải đàn mũ mà là văn chương thi từ chỉ cần nghĩ cách làm ra một bài thơ hay có thể khiến cho đám thư sinh kia chấn động thì chúc hương chắc chắn là hoa khôi thôi bùi tiếu vuốt tóc, lại móc trong ngực ra một tờ giấy vàng. Đây là chú do bậc cao tăng viết, cũng đã khai quang, đây là chút sức lực mỏng manh cuối cùng của ta đó. Thơ hay ư, phú hay ư, tiểu bùi ra hắn từ nhỏ đã không có hai từ nay. Tạ chi phi cũng ôm đầu, trong lòng, ôi chao. Hai tiếng, để cho hắn múa thương, múa kiếm thì còn đường, kêu hắn làm. Thơ từ ca phú, tam gia lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ chuyện này chẳng phải là vô nghĩa sao đột nhiên tay dừng lại trong đầu hắn hiện lên một người xin đại ca ta giúp một tay hắn là người đọc sách đó tiểu bùi gia cười gằn không phải ta khinh thường đại ca nhà ngươi đâu nhưng đến ba vị trí đầu bảng hắn còn không vào được mà còn muốn làm ra thơ hay phú hay thì có khác gì đang nằm mơ đâu tạ chi phi không phải còn có hoài nhân sao tiên sinh hắn là ai tiểu bùi gia thái tử thái phó không phải được rồi sao đây là người có học vấn tốt nhất trên đời này đó tạ chi phi càng nói càng cảm thấy khả thi chu thanh ta đi tìm đại ca ta ngươi đi tìm điện hạ để điện hạ dù thế nào cũng nghĩ cách lấy được ý chính của thơ phú trước chu thanh vâng tiểu bùi gia ta thì sao ngươi quay lại xem bà cô nhỏ kia tạ chi phi thở dài nếu cha ta ở đây thì tốt rồi văn chương thi tử của cha ta là nhất tuyệt thôi đi ông nếu cha ngươi biết ngươi gian lận giúp hoa khôi thì chẳng đánh chết ngươi rồi tiểu bùi gia đúng rồi hoàng kỳ nhà ta đâu sao không thấy người đâu vậy chu thanh hắn ở phía sau hỏi thăm chuyện tĩnh trần năm người ba người bận rộn chuyện khác một người như tên ngốc mùi bên kia cười khúc khích chỉ có hắn còn đang làm chính sự tiểu bùi gia vỗ chán thở dài đợi lát nữa quay lại gặp oan gia của ta ta đúng là chẳng có mặt mũi nào ta cũng không có mặt mũi nào Minh Đình, tả chi phi ôm lấy hắn. Đừng để tên ngốc cười ngây ngô mãi, ngươi bảo nàng nghĩ cách ra phía sau tìm hiểu, xem làm sao nhét thơ vào tay Trúc Hương đi. Giáo Phường Ti, vẫn tiếp tục sự náo nhiệt. Tiểu Bùi ra trở lại chỗ ngồi, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Lý Bất Ngôn. Đi nhà sĩ về rồi hả? Lý Bất Ngôn vội vàng nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào sân khấu. Tiểu Bùi ra, trên đời này có người nhọc lòng muốn chết có người thì vô tư đến mức có thể chứa được một chiếc thuyền tiểu bùi gia lại chọc chọc nàng mặt trầm xuống lý bất ngôn vội đưa đầu lại gần làm sao vậy tam gia rơi lọt vào hố xí muốn ta đi cứu à ngươi được rồi không đùa nữa nói đi xảy ra chuyện gì thì ra trong lòng nàng đã biết tiểu bùi gia cũng không che giấu vội vàng nói bên tai nàng nghe xong lý bất ngôn nhíu mày nói nhỏ ý người là Điện Hạ bảo chúng ta làm như vậy sao? Nếu không thì sao? Vậy ngươi nói với Điện Hạ, việc này đơn giản, cứ giao cho ta. Lý bất ngôn nói xong thì đứng lên, tiểu bùi ra dùng sức kéo cô ngồi xuống. Ngươi đi đâu vậy? Giúp ngươi gian lận, ngươi. Tiểu bùi ra hít sâu một hơi. Ngươi nghe ta nói xong đã, ngươi đi ra phía sau màn, nghĩ cách kết nối với Trúc Hương. Ồ! Lát nữa tam gia sẽ đưa thơ phú đã viết xong đến chỗ ta sau khi ta lấy được đến nhà xí đợi ngươi, chúng ta gặp nhau ở đó. Ừ, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đưa đồ vào tay Trúc Hương, để nàng chọn một bài hay nhất để nhớ. Được, đừng có được, đã nhớ hết chưa? Yên tâm, chấm, chuyện phương Tây. Tiểu bùi ra nhìn nàng vung hai cánh tay, lắc lư rời đi, tức giận đến trợn trắng mắt. Một chủ một tớ, chủ tử thì tâm tư kín đáo, mọi chuyện đáng tin cậy, chỉ cần có nàng ở đây thì trời sập xuống cũng có thể chống trở về. Người hầu ư, rõ ràng là một tên lưu manh chơi bời lêu lỏng trên đường. Họ lý kia, nếu ngươi dám làm hỏng việc này, ta sẽ dán bùa và chú lên chán ngươi cho coi. chương 266, Hoa Khôi 2 Trong thủy tả, tả nhi lập chắp tay hành lễ. Điện hạ, triệu diệp thời ôn hòa nói. Mộ bạch không cần đa lễ, mau ngồi đi. Mộ bạch là tử tả nhi lập, người biết rất ít, thái tôn điện hạ lại nói ra, điều này làm cho Tạ Nhi lập thấy ấm áp trong lòng, thần sắc càng cung kính. Thực hiện hạ sách này thật sự là hành động bất đắc dĩ, mong mộ bạch chớ trách. Điện hạ sao lại nói thế? Tạ Nhi lập quay đầu nhìn lão ta một cái. Chỉ sợ ta tài sơ học cạn, thơ tử viết ra không giúp được gì lớn, lại còn làm hỏng đại sự của điện hạ thôi. Mộ bạch khiêm tốn rồi, cứ làm hết sức mình, nghe số trời, chỉ coi xem tiểu nương tử kia có phúc phận này hay không thôi. Điện hạ nói rất đúng. Tạ Nhi Lập mặc dù nói như vậy, nhưng thực ra rất thả lòng. Tuy rằng hắn học đạo khổng mạnh, khoa cử khảo thí cũng không làm thi từ ca phú, nhưng thời niên thiếu được phụ thân hôn đúc, cũng từng nghiên cứu phương diện này, trong lòng vẫn sẽ có bảy tám phần nắm chắc. Huống chi, chỉ là giúp đỡ tranh hoa khôi. Thơ của nữ tử có viết hay hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là chút tình cảm trong khuê các, oán trong khuê phòng mà thôi. Trong lòng triệu diệt thời cũng nghĩ như vậy hắn từ nhỏ theo học bên cạnh bệ hạ, học đạo làm quân vương, học đạo trị nước, thì từ ca phú đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi học đòi văn vẻ của thư sinh mà thôi. Nhưng thái phó lại là một người toàn tài, tứ thư ngũ kinh rất giỏi, thì từ ca phú cũng tinh thông, hắn học không được 5-6 phần, thì ít nhất cũng được 1-2 phần. 1-2 phần dùng để tranh hoa khôi là đủ rồi. Thẩm trùng đẩy cửa đi vào. Điện hạ, hỏi thăm được rồi, để ra là dùng bốn mùa làm thơ hoặc phú. Triệu Diệp thời trầm ngâm một lát. Cũng không khó, mộ bạch cho rằng thế nào. Quả thật không khó. Hai người không nói gì nữa, đều nhíu mày trầm tư. Bên cạnh, tạ chi phi thấy hai người đều đã tính trước, trong lòng an tâm. Hắn miễn cưỡng dựa vào cửa sổ, đưa tay vẫy vẫy thầm trùng. Phái người đi hỏi thăm thử xem, vòng thứ hai ai hơn ai đi. Thẩm trùng. Tam gia, đã phái người đi rồi phía bên kia nhà thủy tạ. Vương gia, vòng đấu đầu tiên, Lan Hinh đứng đầu. Cầm ký vừa mới kết thúc, Lan Hinh không phân cao thấp với một cô nương tên Trúc Hương. Tôn Phủ cười nói. Vòng thi từ cuối cùng, mấy ngày trước tiểu nhân cũng đã báo cho Lan Hinh biết để trước, nàng đã chuẩn bị từ sớm, thơ nàng làm ta cũng đã xem rồi, khá là xuất sắc, xin vương gia cứ yên tâm. Triệu ngạn tấn. Ngươi làm việc bổn vương yên tâm. Tôn Phủ lấy trong ngực ra một tờ giấy đây là thơ tiểu nhân chuẩn bị cho vương gia lan hinh chỉ cần nhìn thấy bài thơ này sẽ mời vương gia vào phòng triệu ngạn tấn ném tờ giấy cho người bên cạnh sao chép lại lần nữa cho ta viết chữ đẹp vào tôn phù ôm quyền tiểu nhân chúc mừng vương gia trước chúc mừng vương gia ôm được mỹ nhân về nam nhân mà cả đời chỉ đơn giản theo đuổi hai thứ một là thiên hạ hai là mỹ nhân đi bảo bọn họ mau lên đừng lề mề lãng phí thời gian của bổn vương vâng tả chi phi đi ra khỏi thủy tạ đi thẳng đến sân khấu bùi tiếu thấy y trở về thì mới yên tâm hai người vô cùng ăn ý đưa tay xuống dưới bàn một người đưa một người nhận bùi tiếu nhận được chẳng dám chậm trễ đi thẳng đến nhà xí tả chi phi lo lắng đề phòng cả một buổi tối lúc này mới có tâm tư ngồi xuống uống ngụm trà trong hoàn cảnh ồn ào như thế hắn đột nhiên rất nhớ yến tam hợp nhà đầu kia đang ở nhà làm gì nhỉ? Có phải đang chống đầu, ngóng trông bọn họ trở về hay không? Lý bất ngôn không ở bên cạnh nàng, nàng có quen hay không? Vòng thi đấu thứ ba hôm nay là thơ phú, ý chính là bốn mùa, trong thời gian một chén trà, ba vị tiểu nương tử ai viết xong trước thì mời đến trước đài. Quy tắc tuyên bố xong, các thư sinh bên dưới bắt đầu nghị luận. Bốn mùa là xuân hạ thu đông, từ xưa đến nay mấy loại thơ phú này quá nhiều, không biết ba vị tiểu nương tử có thể viết ra ý tưởng mới hay không. Ta thấy khó đấy, mùa xuân là hoa, mùa hè là trăng, mùa thu là mưa, mùa đông là tuyết, hai mùa tốt nhất để viết, một là mùa xuân, hai là mùa thu. Bởi vì cái gọi là xuân thương thu bi, các tiểu nương tử chỉ cần nắm bắt được hai chữ bi thương là thẳng được một nửa rồi. Chấm. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. Một, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Hai, Cô gái ngốc, tôi yêu em. 3. Em là mệnh môn của Tống Tổng. 4. Đấu la chi ngôn linh pháp tắc. Bằng 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 theo ta thì người ra đề này thật chẳng hay ho gì, không thì lấy đề trường phù dung cho các nàng viết đi, để các nương tử viết mấy chuyện mây mưa ở Vu Sơn. Ha 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 ha. Chúng thư sinh lại cười to. Tiểu bùi ra cả đời này chữ bao giờ cảm thấy thời gian qua lâu như thế. Người đâu rồi? Sao còn chưa tới? Đang đợi đến lòng như lửa đốt, thì người nọ vung hai cánh tay đi tới, mặt mũi còn đầy tò mò. Nhìn bên này liếc bên kia, chỉ còn thiếu nói một tiếng. Mới mẻ thật, hóa ra nhà sĩ nam lớn như vậy. Được rồi, Lý Đại Hiệp, đừng nhìn nữa. Tiểu bùi ra vội nhét hai tờ giấy trên tay qua. Mau đưa cho người tên hương gì đó đi nhớ kỹ, học thuộc không sót một chữ nào. Vội gì? Lý Đại Hiệp đi tới bên ánh nến. Ta xem trước đã. Nàng còn muốn xem nữa. Tiểu bùi ra tức muốn chết. Được rồi, bà cô ơi, ngươi có nhìn cũng không hiểu, đừng làm lỡ thời gian nữa. Bà cô không để ý đến hắn, đầu tiên là mở một tờ giấy, sau đó lại mở một tờ khác. Sau đó, nàng nhíu nhíu mày, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi sao? Ta không nghe nhầm chứ? Không, ta hẳn là nghe lầm rồi. Nàng chỉ là một cô mốc biết đánh đánh giết giết, không thể nào nói được mấy chữ này. Xem xong chưa, đi đây. Lý bất ngôn cất tờ giấy vào, chẳng nói gì mà chạy như bay rời đi. Đây mới là thái độ làm việc nên có. Tiểu bùi ra sửa sang lại xiêm y, lúc này mới ra khỏi nhà xí. Trở lại bàn vuông, tạ chi phi nhướng mày với hắn, ổn thỏa chưa? Bùi đại nhân đưa cái biểu cảm. Tạ ngũ thập, người con mẹ nó sao lại không tin ta? Cho hắn. Tạ chi phi đưa chung trà qua. Không phải không tin ngươi, mà không tin vị lý đại hiệp kia. Bùi tiếu nghe hắn nói thế thì trong lòng đột nhiên hơi bất ổn, đúng là anh hùng thì đều có suy nghĩ như nhau. Mau xem kia, có tiểu nương tử đi ra. Là Lan Hinh, mới được bao lâu đâu chứ? Cô nương này múa cũng được cầm cũng được nếu thơ mà hơn một bậc thì chiếc danh hoa khôi năm nay sẽ rơi vào tay nàng rồi theo ta thấy danh xứng với thực mau nhìn đi nàng ta cầm bút rồi trên sân khấu lan hình cầm bút lên tay phải viết nhanh trên cuộn trục dài gần như không dừng lại liền mạch lưu loát hai tỷ nữ chờ mực khô thì đặt cuộn trục ngang trước người có một thư sinh đến gần đọc từng câu từng chữ một nữ tử lại có thể viết ra bài thơ tinh diệu tuyệt luân như thế Thật giỏi giang, cực kỳ kinh phí, đúng là một tác phẩm xuất sắc, thật giỏi giang, không có gì phải lo lắng, thắng chắc rồi. Tả chi phi và bùi tiếu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời mặt ủ mày trao, không lo lắng, thua chắc rồi. Tuy rằng bọn họ đều rốt đặc cán mai đối với thơ phú, nhưng vẫn có thể nghe ra được thơ giờ thơ hay. Quả thực không thể tin được, bài thơ của Lan Hinh rõ ràng vượt qua tiêu chuẩn của Hoài Nhân và Đại ca hắn dù là đặt trong đám thư sinh này thì cũng là nhân tài kiệt xuất. Xong rồi, thật phí công, còn làm chậm trễ làm chuyện chính. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 267, Hoa Khôi Ba. Có viên châu Ngọc Lan Hinh ở phía trước, bài thơ của băng thanh tiếp theo chẳng hề có một gợn sóng, những thư sinh soi mói kia cũng lười mở miệng đánh giá. Tin tức trên sân khấu, không ngừng truyền tới hai nhà thủy tạ. Một nơi, là tiếng cười nói vui vẻ, một nơi khác là trầm mặc không nói gì. Vị cuối cùng, chúc Hương cô nương. Trúc Hương mặc áo trắng đi ra, không ai biết lúc này tim nàng đập rất mạnh, bắp chân lại càng co quắp. Nàng đi tới trước bàn sách, đứng lại, theo bản năng quay đầu nhìn phía sau màn. Đã hai lượt rồi, sao tiểu nương tử này còn chưa có thơ? Tiểu nương tử là sợ thơ làm không tốt, sợ bị đám người đọc sách chúng ta chê chứ gì. Cho nên mới nói, đám người các ngươi lo tích chút khẩu đức đi tiểu nương tử đừng sợ, phía trước chúng ta cũng không chê, người đọc sách đối xử bình đẳng, người không được hoa khôi thì cũng được bảng nhãn mà. Trúc Hương xoay người, hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ nhắn nhấc bút lên viết chữ. Bùi tiếu tự rót cho mình một chén rượu, huynh đệ, tài nghệ không bằng người, uống rượu đi, đừng nghĩ nữa. Tả chi phi một ngụm uống cạn, vẫn phải ngẫm lại, lát nữa an ủi hoài nhân và đại ca ta như thế nào đây? Bùi tiếu xem thường, còn an ủi ư, chẳng bằng một nữ nhân, mất mặt chết đi. Tả chi phi vươn một nắm đấm to bằng bao cát, có tin ta đánh ngươi không? Bùi tiếu lại liếc hắn một cái, ngươi còn có mặt mũi đánh ta sao? Tả phù là gia đình thi lễ, chỉ mình ngươi là tên võ phu. Sao không lo học thơ từ ca phú đi? Tả chi phi khinh thường, bùi ra là thế gia y dược, chẳng phải còn có một nghịch tử như ngươi sao? Ánh mắt hai người mắng nhau một hồi lâu. Sao lại đồng thời thở dài một hơi, đồng thời đưa tay vỗ vỗ bả vai đối phương. Ca ca thì đừng nói đệ đệ, hòa nhau nào. Mau xem kìa, chúc hương tiểu nương tử viết xong rồi. Người sướng thơ đâu? Thư sinh sướng thơ chậm rãi đi tới gần, hắng giọng. Thấm viên xuân tuyết. Hả? Tả chi phi và bùi tiếu ngầm đầu, nhìn lên sân khấu. Không đúng, hoài nhân và đại ca hình như đâu phải viết như vậy. Bắc quốc phong quang, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Thư sinh trong lòng rúng động, trước mắt dường như xuất hiện một vùng đất trời mênh mông. Hai chữ Bắc Quốc rất có cảm giác phóng khoáng cổ xưa tăng thương, bắt đầu tương đối khá. Thế núi rắn lồng, non hình voi chạy, muốn đỏ với trời cao. Thư sinh cả kinh. Trường thành đối chiến với sông lớn, dầm dạp đối chiến với bản ngàn, rộng rãi cỡ nào, khí thế làm sao. Điểm kỳ diệu là một câu cuối cùng muốn đỏ với ông trời. Nếu như câu này là bút tích của nam tử, vậy thật sự là bút tích của thần rồi. Nam tử trí khí cao, hoài thiên hạ, lúc còn trẻ ai không muốn so tài cao thấp với ông trời chứ. Lúc này, sắc mặt đám thư sinh phía dưới cũng đã thay đổi. Ai uống rượu thì đặt ly rượu xuống. Ai dùng bữa thì ném đũa xuống, trong lòng đều đang nói một câu, tiểu nương tử này muốn cùng so cao thấp với ông trời sao. Quả thực là cực kỳ cuồng vọng ngày trong trẻo, nắm điểm hồng tuyết trắng, xinh đẹp yêu kiều. Giang Sơn đẹp đẽ biết bao, làm ngất ngây vô số anh hùng. Thư sinh đọc đến đây, môi run rẩy, tay run rẩy, cả người đều run rẩy. Giang Sơn như hỏa, quyền lực như hỏa. Các tướng sĩ vì mảnh Giang Sơn này, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Các văn thần vì triều đình này, vượt mọi trông gai. Thư sinh cơ hồ là vừa lăn vừa bò lên tới trên sân khấu, đứng lại trước mặt quyền trục, đôi mắt tỏa ra ánh sáng như sói. Đáng tiếc tần hoàng hán vũ, kém phần văn nhã ổ đường tông tống tổ, thiếu vẻ thanh tao. Một đời kiêu hùng, thành cát tư hán, chỉ biết dương cung bắn đại điêu. Hai câu này, thay vì nói là từ, không bằng nói là búa, dầm dầm lay động từng sợi thần kinh của các thư sinh. Tần hoàng, hán vũ, đường tống, tống tổ, thành các tư hán. Những người này đều là đế vương, là đế vương minh quân không dậy nổi, tiểu nương tử này lại còn dám nói ra thiếu sót của hoàng đế. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Còn đâu nữa, điểm mặt phong lưu thử, còn phải xem đương thời. Sao? Sao bài thơ thấm viên xuân tuyết của Mao Chủ tịch, bản dịch của Lang Xe Tu ở thi viện chấm nét? Một chữ cuối cùng hạ xuống, các thư sinh quỳ dạp xuống đất, hai hàng lệ nóng tràn mi. Điều đã qua rồi, mấy nhân vật phong lưu, còn nhìn sáng nay mấy nhân vật phong lưu phải xem đương thời phải nhìn xem đương thời các vĩ nhân sương hùng một đời đều đã về cắt bụi đã tan thành mây khói mà các anh hùng có thể kiến công lập nghiệp thời nay phải xem hoa quốc của chúng ta bây giờ những người con người cháu của viêm hoàng trên mảnh đất này đây là tấm lòng như thế nào đây là khí cốt ra sao đây là ngạo khí gì yên tĩnh như chết yên tĩnh đến mức đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy bùi tiếu nhìn đám thư sinh trợn mắt há hốc mồm xung quanh dùng cánh tay chạm vào tả chi phi ta nổi da gà rồi ngươi thì sao tả chi phi ta cũng dậy bùi tiếu hình như ta hơi kích động còn ngươi tả chi phi tôi cũng thế bùi tiếu ta không chỉ hơi kích động ta còn muốn quỳ như đám thư sinh kia tả chi phi ta cũng muốn rào một tiếng Ba chữ. Ta cũng muốn. Bao trùm trong tiếng vỗ tay như sấm, những thư sinh kia như là đột nhiên bừng tỉnh lại. Thơ từ hay lắm. Thiên cổ tuyệt sướng, thiên cổ tuyệt sướng. Trước không có ai, sau cũng không có người nào. Lúc này, cũng không biết ai đột nhiên dẫn đầu hô một tiếng. Nàng mới xứng làm hoa khôi. Một tiếng phát ra làm gợn lên ngàn tầng sóng, tất cả thư sinh ồn ào đứng dậy, vung tay hô to với trúc hương trên sân khấu. Hoa khôi. Hoa khôi, hoa khôi. Trúc Hương chưa trải qua trường hợp này bao giờ, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lại theo bản năng nhìn về phía sau màn. Sau tấm màn, Lý bất ngôn ôm ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vô biên vô hạn kia, vẫn là dáng vẻ lưu manh kia. Ta đã nói gì nào, chuyện này đối với nương ta thì chỉ là chuyện vặt. Trong tiếng hoan hô, có hai nam tử ngồi trong góc vừa uống rượu, vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Màn này khiến ta nhớ đến chuyện hai mươi mấy năm trước. Ta còn nhớ nè, tiểu nương tử kia cũng nhờ vào một bài thơ đoạt danh hiệu hoa khôi. Ngươi còn nhớ bài thơ đó không? Đương nhiên là nhớ, còn thường xuyên lấy ra thưởng thức, cũng là vì tài nữ giỏi giang. Ta lại có ấn tượng sâu sắc đối nét chữ xấu kim kia hơn, như là khắc ở trong đầu ta vậy. Đúng rồi, tiểu nương tử kia tên là gì nhỉ? Hình như gọi là thệ thủy. Đúng vậy, là cái tên này. Bên cạnh, tả tam gia và tiểu bùi gia dựng tóc gáy. Tiểu bùi gia trợn tròn mặt, ngũ thập, người có nghe thấy không, thể xấu kim đó. Tả tam gia, tổ tông, có nghe thấy không, hai mươi mấy năm trước. Hoa ha ha, cô ý ươm hoa hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Đã qua nhiều năm như vậy, thật muốn nhìn lại nét xấu kim của thể thủy cô nương. Đơn giản thôi, tìm chủ nơi này đi, nghe nói mỗi lần tuyển được hoa khôi, giáo phường ti đều sẽ cất giữ mực bảo. Còn người tiểu bùi ra xoay chuyển, tạ ngũ thập, ta có một ý định xấu xa. Tạ ngũ nhìn hắn, tổ tông, ta cũng có. Tiểu bùi ra cắn răng, người nói xem, có làm hay không? Đôi mắt hoa đào của tạ ngũ thập nhướng lên, con bà đó làm chứ? chương 268, trộm. Trong thủy tạ, tôn phù đầu đầy mồ hôi vọt tới. Vương ra, vương ra khóe miệng triệu ngạn tấn hiện lên ý cười. Mỹ nhân của ta đoạt hoa khôi rồi sao? Tôn phù lấy tờ giấy trong lòng ra. Vương gia, ngài xem cái này đi. Đây là thứ gì? Thơ của cô nương Trúc Hương làm. Xem gì mà xem, có gì đáng xem? Triệu ngạn tấn không kiên nhẫn. Tôn phù đau khổ. Vương gia, các thư sinh bên ngoài đều vì bài thơ này mà náo loạn lên hết. Đưa cho ta xem. Đồng tiếu nhận lấy tờ giấy, vừa xem, vừa đọc. bắc quốc phong quang, nhìn dãm băng ngưng vạn dãm viết rơi ngắm trường thành sau trước duy màu trắng xóa trên dưới sông lớn ngừng bật dòng khơi một chữ cuối cùng rơi xuống trong thủy tạ lặng ngắt như tờ triệu ngạn tấn kinh ngạc nhìn đồng tiếu đáy lòng dâng lên một cộ chi khí hào hùng hận không thể uống say đêm cuồng ca ba ngày ba đêm lúc phụ thân còn trẻ đã trông coi đất bắc có thể nói là ông lớn lên từng ngày trong gió tuyết đất bắc sau khi lớn lên lại theo phụ thân vào sinh ra tử trên lưng ngựa, đánh thắt đát, chiến hung nô, bình định Giang Sơn. Hắn tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của Giang Sơn này, cũng biết cảm giác kỳ diệu kia. Ai nói nhân vật phong lưu kiến công lập nghiệp, không thể là hắn. Hắn có điểm nào kém với tên thái tử vừa béo vừa què kia? Không, Giang Sơn này phải là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn. Bá nhân, vương gia, kỳ nữ như thế, bản vương có nên lấy hay không? Ngươi nói đi, hồi bẩm vương gia. Đồng tiêu khó nén kích động. Nhất định phải lấy, nếu không vương gia sẽ tiếc nuối cả đời. Được. Triệu ngạn tấn hét lớn một tiếng. Tôn phù, người này bản vương buộc phải có được, nếu ngươi lại thất thủ thì cầm đầu đến gặp ta. Tiểu nhân, tiểu nhân đi làm ngay. Thơ hay, từ hay. Tả nhi lập vẫn luôn lạnh nhạt lại bất chấp hoàng thái tôn ở bên cạnh, nhấc bút lên viết bài thơ kia lên quyển trục viết xong hắn bèn ném bút cất tiếng cười to thơ này là thiên cổ tuyệt sướng ta phải say một hồi vì nó điện hạ hạ quan cáo tử Ngộ bạch cứ đi đi triệu diệp thời bình tĩnh khiến cho tạ nhi lập hơi hoài nghi tuổi tác của vị thái tôn điện hạ này một bài thơ hay thế mà hắn lại chẳng hề kích động tạ nhi lập cũng không biết sau khi hắn rời đi triệu diệp thời đi tới trước quyền trục cúi đầu xem hồi lâu trong đôi mắt đen kịt lóe lên ánh sáng rúng động mà chẳng ai phát hiện ra được. Thẩm trùng, điện hạ. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía thủy tả ở bờ bên kia. Bản điện hạ lại muốn tranh giành với hoàng thúc. Thẩm trùng nhíu mày. Điện hạ, hắn vương hùng hổ như vậy, e là không phải chuyện dễ. Ta không thể để một kỳ nữ bị người như thế trà đạp được. Triệu diệt thời mỉm cười. Ngươi đi hỏi thăm xem chúc hương cô nương ra để gì. Vâng. Trong giáo phường ti giờ phút này, bất kể là thư sinh tử điếm hay là quan lại trong đình đài lầu các, lúc này đều đang bận rộn làm một việc, làm thơ. Hoa khôi không thể nghi ngờ chính là Trúc Hương. Trúc Hương cô nương lấy. Tương tư. Làm đề tài, mời người hữu duyên cùng đêm xuân một khắc. Mỹ nhân thiên hạ biết bao nhiêu, tài nữ thiên hạ biết bao nhiêu, tâm tư của các nam nhân đều giống nhau cả. Lão tử viết không ra từ châu bò, nhưng lão tử chắc chắn phải ngủ được tiểu nương tử viết thơ từ châu bò kia chuyện đề cử vạn cổ ma tôn truyền kỳ ma tôn lý đại hiệp trở lại bàn vuông cười híp mắt ơ hai vị ra không rung động à tiểu bùi ra. ngươi nói tiếng người đấy à ta là người có oan ra rồi tam gia ngươi nói tiếng người đấy à ta là người hiểu chuyện không tồi có định lực lý đại hiệp ngồi xuống ghế tam gia xong việc rồi chúng ta làm chính sự đi, đừng ngồi nữa. Không vội. Tả tam gia. Chờ Chu Thanh trở về, chúng ta có thể dẹp đường hồi phủ rồi. Chưa làm gì mà đã dẹp đường hồi phủ rồi ư. Lý bất ngôn. Cứ như vậy trở về, thì sao báo cáo kết quả công tác với tiểu thư được? Tả chi phi cho nàng một cái biểu tình. Tam gia ta làm việc, có thể không có kết quả công tác sao? Ngón tay đặt bên chung trà của nàng. Lý bất ngôn nhìn tả chi phi, ánh mắt sáng lên. Ơ, ờ, xem ra là đã nghe ngóng được cái gì rồi. Ánh mắt vừa sáng lên còn chưa có tối xuống, Chu Thanh và Hoàng Kỳ đã chạy tới, hai người đều đổ đầy mồ hôi. Tả Chi Phi đứng phát dậy, dùng ánh mắt hỏi, được chưa? Chu Thanh vỗ vỗ ngực, thành công. Hồi phủ, ấy. Lý bất ngôn đuổi theo Chu Thanh, thấp giọng hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Chu Thanh. Trộm đồ. Lý bất ngôn ta chỉ ra phía sau màn giúp cô nương người ta làm thơ một chút, sao quay lại tam gia và tiểu bùi gia đã làm trộm rồi. Nửa canh giờ sau, lầu các của tiểu lâu tầng 3 có hai tỷ nữ thanh tú đi lên. Một trong số họ đặt đèn lồng xuống, móc chìa khóa ra, chuẩn bị mở khóa cửa. Kỳ quái, sao khóa này lại bị mở thế này? Không thể nào, nơi này đâu có cất vàng bạc châu báu gì, ai tới trộm đồ chơi này thế? Trong phòng là thơ tranh của các hoa khôi từng mùa, cũng giữ lại một tí văn thơ hay của văn nhân thôi. mau vào xem có mất thứ gì không. mất thì sao chứ. trừ hôm nay trở nên ai còn nhớ thơ gì từ gì nữa đều nhớ đến người thôi. thật không ngờ trúc hương lại có bản lĩnh đó. ngươi không thấy lan hinh đâu? mặt nàng ta tái mét, tức giận đến khóc luôn đó. tài nghệ không bằng người, khóc thì có ích lợi gì? mau đặt hộp xuống. chúng ta đi xem trúc hương cuối cùng chọn ai. đi mau, đi mau. trong tĩnh tư cư yến tam hợp trông sao trông trăng cuối cùng cũng trông được người trở về thế nào nghe ngóng được gì chưa tả chi phi ngồi xuống trước mặt cô tay nâng cầm không nói lời nào hai mắt chớp một cái lại chớp một cái bộ dáng này không phải là say rượu chứ yến tam hợp hơi kinh hãi quay mặt dùng ánh mắt hỏi lý bất ngôn lý bất ngôn nhìn tư thế của tam gia, cười gần nói rượu thì không uống bao nhiêu nhưng tiểu thư vẫn nên nói một câu dỗ dành đi trải qua một lần thấy bộ dạng say rượu của tam gia yến tam hợp không chút hoài nghi lời lý bất ngôn nói nàng hắng giọng một cái tam gia vất vả rồi gương mặt tam gia nghiêm trang dùng ánh mắt lên án yến tam hợp quá qua loa yến tam hợp vội vàng nhìn lý bất ngôn không đủ sao lý bất ngôn liếc ta tam gia ừ không đủ tiếp tục dỗ yến tam hợp im lặng một hồi lại tối nghĩa mở miệng. Tiểu, tiểu bùi ra đâu? Tạ chi phi trợn tròn mắt. Đây không phải dỗ hắn, đây là muốn chọc hắn tức chết mà. Một giây, hai giây, ba giây. Yến Tam Hợp bị hắn nhìn chằm chằm đến không thể hô hấp, vì thế lại nặn ra một câu. Tổn bao nhiêu bạc, ta bù cho người. Thôi thôi thôi. Tả Tam gia bất đắc dĩ thở dài. Yến cô nương, người có khát không, có đói không, có mệt không, thì ra, hắn muốn ta dỗ dành hắn như vậy. Sao không nói sớm? Tạ Chi Phi, người có khát không, có đói không, có mệt không? Ba người kia, đâu, à? Yến Tam Hợp chờ đến hơn nửa đêm, kiên nhẫn gì gì đã hết sạch, còn... À! Ngay khi cô biến sắc, trừng mắt, lông mày dựng thẳng, nam nhân trước mặt đột nhiên ho khan một tiếng. Chu Thanh, mang đồ đến đây, Lý Đại Hiệp, đem nến lại gần một chút. Chu Thành tiến lên, đẩy cuộn trục dài trong tay lên bàn, sau đó tay nhẹ nhàng đẩy ra. Yến Tam Hợp nhìn lướt qua. Đây là chữ của Tĩnh Trần. chương 269, Thệ Thủy. Tên của Tĩnh Trần ở giáo Phường Ti là Thệ Thủy, 25 năm trước đậu hoa khôi, đây là bài thơ đối năm đó nàng viết. Yến Tam Hợp thầm kinh ngạc. Hoa khôi Thệ Thủy, Ni Cô Tĩnh Trần. Hai thân phận này thật sự khác nhau một trời một vực. Yến Tam Hợp ngẩng đầu, còn nghe ngóng được gì nữa không? Tạ Chi Phi lười biếng chống cằm. Hiện tại chỉ có vậy thôi. Vậy cũng tốt rồi. Chỉ cần xác định được thân phận thì dễ xử lý, sợ gì tốn thêm chút bạc chứ. Khóe miệng Yến Tam Hợp nhếch lên một đường cong. Biết được thân phận rồi thì việc còn lại dễ xử lý hơn nhiều. Tạ Chi Phi hít mắt. Dù binh mã ti ngũ thành không điều tra được gì, thì cầm y về cũng sẽ có cách, nhiều lắm là ba ngày, hắn đảm bảo sẽ tra rõ ràng tám đời tổ tông nhà thệ thủy. Nhưng, trong lòng tam gia khó chịu, không những khó chịu mà còn rất ngứa, những chỗ ngứa đó không có ai gãi nên không hết ngứa được. Nghĩ đến đây, đôi mắt hoa đào của tả tam gia hờ hững liếc yến tam hợp một cái. Bàn tay đặt trên bàn của yến tam hợp hơi siết lại. Trên đời này người đẹp rất nhiều, người vừa đẹp vừa thông minh rất ít, vừa đẹp vừa thông minh lại có hai lúng đồng tiền lại càng hiếm chẳng khác gì lông phượng vảy rồng cả. Úi cha, đệt, tả chi phi cười sung sướng. Yến tam hợp, người đang nói sự thật gì thế? Rõ ràng là đang dỗ hắn. Yến tam hợp nói tiếp. Mất mấy ngày. Tả chi phi chỉ cười không nói, đứng dậy đi ra ngoài. Yến tam hợp toan gọi lại thì thấy bàn tay sau lưng hắn đang đắc ý vẫy tay với nàng. Năm ngày. Yến cô nương, nàng hài lòng chưa? âm thanh mang theo ý cười của nam nhân tản ra theo làn gió đêm, Yến cô nương cúi đầu im lặng. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, Lý bất ngôn tức cười. Người làm trò gì thế? Mất mặt. Giọng Yến tam hợp nhỏ như mũi kêu. Ta chưa dỗ dành nam nhân bao giờ. Nhìn phản ứng chậm chạp này, còn không nhìn ra người ta là cố ý hay sao? Lý bất ngôn gõ bàn. ngẩng đầu lên, nghe ta kể chuyện ở giáo phường ti này. Chuyện tuy không dài nhưng thú vị. Yến Tam Hợp nghe xong, thì nào còn nhớ chuyện mất mặt của bản thân nữa? ngươi có nói cho bọn hắn bài thơ đó do nương người viết không? Cũng chẳng phải nương ta viết, mà do một người vĩ đại ở thế giới của nương ta sáng tác. Lý bất nguồn ung dung. Ta thấy tiểu nương từ kia đáng thương nên tặng bài thơ đó cho nàng. Hay cho một lý đại hiệp thâm tàng bất lộ. Yến Tam Hợp nghi hoặc. Vì sao Thái Tôn lại muốn nâng đỡ chúc hương? Bọn Tam Gia không nói ta cũng chẳng hỏi, có lẽ là muốn đấu với Hán Vương Trăng. Người đó không phải kẻ tự nhiên đi đấu với người ta đâu. Yến Tam Hợp lắc đầu, không nghĩ chuyện đó nữa. Bất ngôn, mang quyển trục lại đây. Còn xem mà, vừa nãy mới xem lướt thôi, giờ ta muốn xem kỹ lại. Lý Bất Ngôn mang quyển trục đến, Yến Tam Hợp vừa định mở ra thì nàng đã nói. Đúng rồi, Tam Hợp, tiểu bùi ra đang ở trong phủ đấy. Yến Tam Hợp sừng sốt, từ ngày hắn đến tạ phủ cầu hôn đến nay, nàng vẫn chưa gặp lại hắn. Hắn và tạ lão tam dính nhau như hình với bóng, hắn đang ở tạ phủ nhưng thà rằng đợi ở bên ngoài chứ không đến tịnh tư cư, là thấy ấy náy sao. Ta liếc mắt cái là biết rồi. Lý bất ngôn ngồi xổm xuống trước mặt Yến Tam Hợp. Nhìn có vẻ nói năng vô liêm sỉ, nóng nảy, nhưng tính tình ngay thẳng, ấm áp, việc của tính Trần và Thái Tôn chưa ai lo bằng hắn. Ta biết. Biểu cảm của Yến Tam Hợp sâu như màn đêm nên ta mới chủ động gọi hắn là Bùi Minh Đình. Làm bạn của hắn. Tả Chi Phi đi tới tĩnh tư cư, từ xa đã thấy Bùi Tổ Tông đã đứng bên đường đợi hắn. Thái Dương chật nhức nhức, đau đến mức muốn nhéo một cái thật mạnh. Hắn bước tới, khẽ nói. Mọi việc đã giải thích rõ rồi, tiếp theo chúng ta giúp nàng điều tra thệ thủy, ta hứa với nàng năm ngày là xong. Ngươi dám nói năm ngày ư? Tiểu Bùi ra nghĩ tới Yến Tam Hợp phải chờ đằng đẵng năm ngày, bèn muốn mắng người với bản lĩnh của tả ngũ thập ngươi hai ngày là đủ rồi tổ tông ơi tính trần nếu là một ni cô bình thường ngày mai ta sẽ điều tra rõ ràng từng người một trong mộ phần nhà nàng tả chi phi người này là quan kỹ chắc chắn là gia đình tội thần đây là chuyện lớn không thể im hơi lặng tiếng được đi 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 tiểu bùi ra vỗ vỗ hắn tóm lại lấy cho ta ít điểm tâm tả chi phi hất tay hắn ra về hay ngủ với ta về Muộn thế này rồi mà. Bây giờ khác xưa rồi, phụ mẫu quản chặt lắm. Ta tiến ngươi. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, ra đến cửa thì bỗng đụng phải một người. Tả bất hoặc nhìn thấy bọn hắn thì cũng ngây ra, rồi cười nói. Chả trách ta và ôn ngọc tìm mãi, hóa ra tam đệ đã về rồi. Tả chi phi. Ừ. Một tiếng. Tiểu bùi ra về sao? Liên quan chó thì đến ngươi. Không có ai nên tiểu bùi ra không thèm diễn kịch nữa ư. Nói đúng rồi đấy. Bùi tiếu không muốn phí lời với hạng người này. Ngũ thập, không tiễn, ta về đây. Tiểu bùi Gia dừng bước. Tiểu bùi ra nghe thấy giọng nói này thì điên tiết giống lên. Ngươi là ai mà bắt ta dừng bước? Nhị ra không hề tức giận, vẫn mỉm cười. Ta chỉ muốn hỏi tiểu bùi ra, ngươi thấy bài thơ của Trúc Hương cô nương thế nào? Thơ nàng hay dở như nào ông đây không biết, ông đây chỉ biết tên nhóc nhà ngươi không có ý tốt gì gì. Nói xong, tiểu bùi ra đùng đùng bỏ đi. Tả bất hoặc nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt chợt trở nên cô độc lạnh lẽo, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ. Tam đệ, năm đó ta chỉ khiến ngươi dầm mưa một lần, hắn lại hận ta chừng ấy năm, đúng là thù dai thật. Hắn là người như vậy. Tả chi phi thấp giọng cười, cười đến giãn cả lông mày. Nhị ca đừng chấp trách với hắn, sau này có gặp thì cách xa nhau một chút, đừng có lượn lờ trước mặt khiến người ta thấy chán ghét nữa. Tả bất hoặc nheo mắt hắn chán ghét, hay tam đệ thấy chán ghét, hắn là ta, ta cũng là hắn. Trả chi phi người thấy mùi rượu trên người hắn, hờ hững nói. Nhị ca say rồi nên nói hơi nhiều nhỉ, huynh nghỉ ngơi sớm đi. Tam đệ, ngươi cảm thấy bài thơ của hoa khôi đó thế nào? Hôm nay tạ nhị ra không biết có phải do uống nhiều rượu hay không, mà vừa nói nhiều vừa không biết điều. Tạ chi phi cười gần, nhìn thẳng mặt hắn. Nam nhân có rất nhiều loại, nhưng nam nhân tạ ra chỉ có một loại trong ngoài bất nhất, đó là câu dành riêng cho nam nhân tạ ra. Nhưng cái vị trước mặt này đã đẩy mức độ bất nhất đó lên đến mức cực điểm. Đâu chỉ có chuyện bị dầm mưa. Đứa trẻ hư. Bị đỗ y vân đập ngã bằng một viên gạch, chính là bản thân nhất thời niên thiếu của tạ nhị ra. Đằng sau những chuyện nguy hiểm tả tam gia hắn gặp phải, đều có bóng dáng của người này. Hắn giống một con chuột âm thầm nấp trong hang, không dám đường đường chính chính ló mặt ra ngoài, chỉ thích lén lút ra khỏi hang lúc trời tối. Mà tả tam gia lại ghét nhất loại người này. Ta thô tục, không hiểu được. Tả chi phi nói xong, bình tĩnh thu lại ánh mắt, bình tĩnh quay người bỏ đi, để lại một mình nhị ra đứng đó. Ô hành bước ra từ chỗ tối. Nhị ra, về nghỉ thôi. Tả nhi lập không nhúc nhích, kéo vai ô hành. Người chắc chắn bài thơ đó là do lý bất ngôn dạy trúc hương ư. Ô hành gật đầu ra, tiểu nhân thấy rất rõ ràng, Lý Bất Ngôn dạy chúc hương cô nương từng từ một. chương 270, Đố Kỵ, Tĩnh Tư Cư. thang viên chuẩn bị đóng cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy tạ nhị ra, khiến nàng giật hết cả mình. Nhị ra, cô nương đã đi nghỉ rồi, ta tìm cô nương có chút việc. Thang viên đang định viện cơ thì thấy sắc mặt tạ nhị ra trầm xuống. Nô tỳ đi hỏi ý cô nương. Tiến được một tạ lão tam, lại xuất hiện một tạ nhị ra, Yến Tam Hợp im lặng không lên tiếng. Lý Bất Ngôn không biết phòng vo, vớ đâu nói đó. Người đại phòng đã tiếp rồi, cũng nên gặp người nhị phòng nhỉ, tiểu thư thật đúng là công bằng. Một lúc sau, tả bất hoặc ngồi trước mặt Yến Tam Hợp. Chân cô nương đã đỡ chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, cô nương đang viết chữ à? Yến Tam Hợp cúi đầu nhìn tay phải mình, trên ngón tay còn dính ít mực. Ừ. Một tiếng. Ta có thể xem chữ của cô nương không? ánh mắt Tạ Bất Hoặc cực kỳ chân thành. Ta thực ra cũng là một người yêu chữ. Lúc nhỏ phụ thân thường cầm tay ta dạy viết, hướng dẫn ta nét ngang, nét sổ, nét móc, nét phết. Những năm qua ta vẫn còn giữ bên mình tờ giấy vỡ lòng đó. Nói rất hay, đánh vào tình thân. Yến Tam hợp im lặng rồi nói. Bất ngôn mang chữ viết trên thư án của ta cho nhị ra xem. Vâng. Vài trang kinh Phật vội nằm trên tay Tạ Bất Hoặc. Tạ Bất Hoặc vừa nhìn thoáng qua đã chấn động đột nhiên nhớ lại những gì liễu di nương đã nói nhà ngoài của lão thái thái không thể nuôi dạy nên một người như vậy quả thực là không thể chữ viết xuất thần đến đáng kinh ngạc hồi đi học tiên sinh từng nói với ta thể xấu kim có cách dụng bút tỉ mỉ giống công bút sao vẽ chim và hoa thể xấu kim viết chữ đẹp vẽ đương nhiên cũng đẹp có thể thấy tranh của cô nương rất xuất sắc sao công bút lối vẽ hiện thực với cách dụng bút cẩn thận điềm tĩnh Lối vẽ này sử dụng các nét rất chi tiết để định hình chính xác và không có sự phóng bút mang tính biểu hiện. Chẳng trách bản thân mô phỏng chữ tính trần dễ dàng như thế, thì ra là do biết vẽ từ trước. Có thể thấy, người này thư họa toàn tài. Một nữ tử giỏi thư pháp và hội họa, từng có thân phận cao quý, cuối cùng rơi vào con đường phong trần, Yến Tam hợp chợt thấy xót xa khôn nguôi. Cô nương, cô nương, Yến cô nương, hả? Yến Tam hợp vội tỉnh táo lại, Ngươi vừa nói gì thế? Ta nói, cô nương trẻ như vậy, sao lại chép kinh Phật? Rảnh rỗi. Muốn xem một người có muốn nói chuyện với ngươi không thì hãy xem độ dài câu trả lời của nàng là biết. Tả bất hoặc là người buôn bán, giỏi nhất là khả năng quan sát, yến tam hợp tuy tính tình không lạnh nhạt thật, nhưng khi người ta quá mức kiệm lời, mà bản thân cứ nói huyên tuyên thì sẽ rất đáng ghét. Không còn sớm nữa, cô nương nghỉ đi, ngày mai ta lại tới. Không cần. Tạ Bất Hoặc chỉ thuận miệng, thông thường câu trả lời thường là ừ hử cho qua, nhưng không ngờ Yến Tam Hợp chẳng thèm nể mặt mà từ chối thẳng thừng như thế. Trong lòng Tạ Bất Hoặc chợt trào lên sự phẫn uất. Có phải vì ta là con của thiếp cho nên cô nương không muốn nói chuyện với ta không? Vẻ mặt Yến Tam Hợp dần cứng lại, không hiểu sao hắn có thể kéo chuyện đích thứ vào đây. Đối với ta thì đích hay thứ chẳng có gì khác nhau, điểm khác biệt duy nhất là ta quen hay không quen ngươi ta tiếp nhận hay không tiếp nhận ngươi thôi. Sắc mặt tả bất hoặc lạnh lùng. Cô nương có tiếp nhận ta hay không? Lời này nhị ra nên tự hỏi mình đi. Yến Tam Hợp nói thẳng ra. Nhị ra có tiếp nhận con người ta không? Không phải vì đại phòng, không phải vì tạ chi phi, mà hãy kết giao bằng sự chân thành. Nàng không ngốc, mỗi lần tạ chi phi đến, tạ nhị ra sẽ đến, sao có thể trùng hợp như vậy? Huynh đệ các người đấu nhau ở chỗ nào ta đều nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu coi ta là quân cờ xin lỗi không đời nào giống như có một cái gai đâm vào tim tạ bất hoặc dù không đau nhưng khó chịu khôn tả hắn nhìn thiếu nữ trước mặt rồi liếc sang nha hoàn phía sau nàng nếu như ta thật lòng thì sao ta sẽ đổi lại bằng sự chân thành nếu ta có tâm tư khác cửa tính tư cưa ở đằng kia nhị ra đi thong thả không tiễn sau này đừng quay lại nữa đôi mắt thiếu nữ vẫn lạnh lùng như trước trên mặt không chút biểu cảm dư thừa nào. Tả bất hoặc nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đột nhiên mỉm cười. Yến tam hợp, đúng như nàng đoán, ta không hề thật lòng. Đoán chúng rồi. Yến tam hợp vừa định duỗi tay chỉ ra ngoài cửa, mời hắn rời đi, thì nghe thấy hắn khẽ thở dài. Không phải không muốn trao, mà do ta thói quen che đậy, sợ người ta không muốn, sợ người ta coi khinh. Hắn chậm rãi nhắm mắt. Đích xuất, thứ xuất chỉ khác nhau một chữ mà cách xa ngàn dặm. Nói ra Yến cô nương có lẽ không tin, ta lớn đến trường này nhưng phụ thân chưa từng ôm ta, ông nói quân tử ôm cháu không ôm con. Nhưng lão ta 11 tuổi rồi mà phụ thân vẫn ôm hắn trong lòng. Ngươi ghen tị sao? Phải. Tả bắt hoặc khẽ cười. Thấy hắn và Bùi Minh Đình tốt với nhau như vậy, ta ghen tị, nhìn hắn và cô nương nói nói cười cười, ta cũng ghen tị. Ta cũng muốn để cô nương nhìn đến ta, để trong mắt cô nương cũng có ta, đây chính là sự ích kỷ của ta." Yến Tam Hợp không nghĩ đến, người này đột nhiên nói hết lòng mình, cô chợt không biết nên nói gì. "Hôm nay ta uống rượu nên lá gan mới lớn như vậy, chỉ sợ hình tượng của mình trong mắt cô nương đã bị hủy cả rồi." Tả Bất Hoặc lộ ra vẻ tuyệt vọng và thất vọng, vịn ghế đứng dậy, khẽ gật đầu với Yến Tam Hợp. "Cô nương nghỉ đi, ta sẽ không đến làm phiền nữa." "Ta bất hoặc." Yến Tam Hợp gọi. Hắn quay đầu mọi người có thể coi thường ngươi, nhưng ngươi phải tự coi trọng chính mình. Đôi mắt nàng lạnh lùng mà sáng ngời. Người có lòng ngay thẳng chính trực, sẽ là bạn của Yến Tam hợp ta. Nhị ra tự hỏi bản thân, tâm mình đã chính và ngay chưa? Tả bất hoặc nhìn vào mắt nàng, lục phù ngữ tạng như bị trần trong nước sôi. Hắn không nói gì, quay người bước vào bóng đêm. Vừa ra khỏi tính tư cư, ô hành đã tới đón. Nhị ra trên mặt tạ nhị ra nào còn chút gì tuyệt vọng. Lão gia hôm nay nghỉ ở đâu? Hôm nay mùng một, lão gia như thường lệ nghỉ ở Chi Xuân Viện. Đi Mộc Hương Viện. Cửa Mộc Hương Viện vẫn chưa đóng, đám người hầu nhìn thấy nhị ra thì vội vàng mời vào. Liễu Di Nương đang ngồi đọc sách, thấy con trai đến thì đặt sách xuống, tự tay rót trà. Con từ đâu về thế? Tính tư cư, chân yến cô nương sao rồi? Nương! Hắn đột nhiên gọi như vậy khiến Liễu Di Nương hơi kinh ngạc, vội đứng dậy chốt cửa, nhẹ nhàng hỏi. Sao thế, say rồi ư? Ừ. Con chưa say, chỉ là muốn gọi thôi. Con của thứ xuất gọi đích xuất là mẫu thân, gọi mẫu thân ruột là di nương, khi không có ai mới phá lệ một chút. Không được để cho người khác nghe thấy, nếu đến tai đích xuất thì sẽ lớn chuyện. Liễu Di Nương khẽ thở dài, đi đến bên chậu đồng, vắt khăn rồi lau mặt, lau tay cho con trai. Nương, nếu con cưới yến tam hợp thì sao? tay cầm khăn của liễu di nương khượng lại. Con. Tả bất hoặc cầm khăn, ấn liễu di nương ngồi xuống. Nương không thấy con người yến tam hợp rất thú vị sao. Liễu di nương nhìn con trai. Thú vị ở đâu, đâu cũng thú vị. Tả bất hoặc giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười kỳ quái chỉ tam gia mới có. Khi nào có cơ hội nương hãy nói bên tai phụ thân đi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn